Thưa quý vị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới đây đã lạc quan và cho rằng mây đen phủ kín toàn cầu, nhưng mặt trời đang tỏa sáng trên đầu Việt Nam. Rồi cái lực lượng dư luận viên của Ban Tuyên giáo Trung ương đã ca ngợi thành tích chống dịch của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn 2020 tới tháng 4 năm 2021, đó là thể hiện rõ sự ưu việt của một chế độ độc đảng. Và nhờ cái thể chế chính trị độc đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam, nên Việt Nam đã chống dịch một cách có hiệu quả hơn các thể chế chính trị dân chủ. Và thưa quý vị, sau cái thất bại đau đớn vì một cái sự chủ quan, khinh địch của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, khi đó dưới cái sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Việt Nam đã thất thủ trước đại dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư. Và thưa quý vị, mới đây, nó nổi lên một cái vụ việc liên quan tới công ty cổ phần Việt Á của giám đốc Phan Quốc Việt. Và thưa quý vị, người ta đã thực hiện một cái kịch bản từ đầu đến cuối lừa đảo nhân dân. Đó là lý do dư luận xã hội coi đó là một cái vụ lừa đảo thế kỷ. Và thưa quý vị, cái vụ việc liên quan tới tổng công ty Việt Á sản xuất và chế tạo cái kit test xét nghiệm, thực chất nó là một cái trò lừa đảo. Người ta đã sử dụng các cái kit test Trung Quốc nhập lậu về, sau đó đóng hộp và dán nhãn Made in Việt Nam. Và người ta nói đó là một cái cú tát trời giáng vào mặt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hóa ra chế độ cộng sản và cái chế độ độc đảng nó chả có cái gì gọi là ưu việt hay là mặt trời tỏa sáng gì hết, mà tất cả do cái hành động lừa đảo chưa biết dư luận phát hiện mà thôi. Và đến bây giờ người ta phát hiện ra sử dụng những cái test xét nghiệm giòm không đảm bảo chất lượng, nó là lý do tại sao đại dịch Covid-19 lần thứ tư đã hỗn loạn và không kiểm soát được, số ca lây nhiễm tăng rất nhanh, số ca tử vong hàng đầu thế giới. Và ít ai biết rằng lý do sử dụng những cái kit test giòm như vậy nó đã phơi bày tất cả. Và như quý vị đã biết, những cái kit test không đảm bảo chất lượng, nó không xác định đúng người nhiễm bệnh hay người không nhiễm bệnh, tức là cái ca F0 hay không F0, nó là những cái chuyện xác suất 50/50. Và đó là lý do có nhiều người mắc bệnh nhưng được coi là không mắc bệnh và vẫn tiếp tục hoạt động ở ngoài xã hội. Có những người không mắc bệnh thì trở thành mắc bệnh và đưa vào các cái khu cách ly tập trung. Và đó là lý do người ta nói có một số lượng rất lớn những cái nạn nhân tử vong trong đại dịch Covid-19 vừa qua. Và một cái câu hỏi đặt ra là ai là người sẽ phải chịu trách nhiệm. Thưa quý vị, chúng tôi nói những cái điều đó để quý vị thấy rằng việc Bộ Công an thực hiện một cái chuyên án, theo đó bắt giữ giám đốc Phan Quốc Việt cũng như giám đốc CDC Hải Dương Phạm Duy Tuyến, sau người ta nói đó chỉ là những cái con cá con, còn những cái kẻ là cá mập đứng thì vẫn chưa bị động chạm đến. Xong cái câu hỏi có lẽ nhiều người quan tâm là ai đứng sau chỉ đạo Bộ Công an làm cái vụ việc liên quan tới cái vụ kit test lầm của Tổng công ty Việt Á. Và thưa quý vị, có người sẽ trả lời ngay, đó là Bộ trưởng Công an Tô Lâm, tại sao phải còn hỏi? Thưa quý vị, không phải là Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Bởi Bộ trưởng Công an Tô Lâm tuy là một ủy viên Bộ Chính trị nhưng không nằm trong hàng tứ trụ, thì Bộ trưởng Công an Tô Lâm chưa có quyền bính đủ để tác động tới các nhân vật. Mà như quý vị đã biết, tứ trụ Việt Nam hiện nay bao gồm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội là Vương Đình Huệ. Và như quý vị đã biết, liên quan tới cái vụ tham nhũng những cái kit test của công ty Việt Á thì rõ ràng người phát hiện ra vụ việc này đó là ông Đặng Hồng Anh, con trai của ông Đặng Văn Thành, một chiến hữu của Chủ tịch nước ông Nguyễn Xuân Phúc. Và thưa quý vị, nếu quý vị biết, Thủ tướng Phạm Minh Chính đang hợp sức với ông Nguyễn Tấn Dũng, vốn là thủ trưởng cũ, để khôi phục lại thế lực chính trị của ông Nguyễn Tấn Dũng. Điều đó có nghĩa là Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ ủng hộ cái vụ việc này. Và thưa quý vị, mới nhất trong cái cuộc họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng hôm nay thì Ủy ban Tư pháp Quốc hội đã đưa ra cái vấn đề test kit giả của công ty Việt Á, và Chủ tịch Quốc hội ông Vương Đình Huệ đã có ý kiến về cái vấn đề này một cách rõ ràng.
Điều đó cho thấy tình thế hiện nay trên bàn cờ, đó là 3-1, tức là Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính và Vương Đình Huệ đã nhất trí phải làm rõ những cái vụ việc tham nhũng, mà điều đó quan trọng hơn là nó ảnh hưởng tới uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam, nó còn lớn hơn nhiều sinh mệnh của hơn 20.000 người tử vong oan ức. Và thưa quý vị, một cái câu hỏi đặt ra là vậy ai đứng sau Bộ Công an để làm cái vụ Việt Á này? Và nếu quý vị biết rằng ông Tô Lâm vốn dĩ là thư ký cho Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, một người được coi là tổng đạo diễn của chính phủ ông Nguyễn Tấn Dũng trước đây, thì người đó theo giới phân tích là một cái người có rất nhiều kinh nghiệm trong cái việc, trong các cái cuộc đấu đá, và ông Nguyễn Văn Hưởng có nhiều mưu mẹo, và có lẽ Nguyễn Văn Hưởng là người đứng sau. Tuy nhiên một cái câu hỏi đặt ra là tại sao Tô Lâm lại cương với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào lúc này? Mà nhiều quý vị đã biết ông Tô Lâm có một cái vết chạm lớn nhất, đó là trong cái vụ án Mobile Phone mua 95% cổ phần của AVG. Mà người ta nói bất kỳ lúc nào nếu Tô Lâm rời khỏi chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an chỉ một phút, thì các thế lực chính trị trong đảng, đặc biệt là Phan Đình Trạc, sẽ làm lớn cái vụ án đó và Tô Lâm khó thoát. Tuy nhiên tại sao bây giờ Tô Lâm lại vững tin để làm cái vụ án động chạm tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như vậy? Và thưa quý vị, trong cái bài nói chuyện hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị các lý do. Trở lại cái câu chuyện, những cái tiết kết là của Việt Nam. Thưa quý vị, như quý vị đã biết, trong cái giai đoạn đại dịch Covid-19, một số du sinh Việt Nam đi ra nước ngoài, trước khi đi đã xét nghiệm rất chi tiết. Vậy mà ở Nhật, ở Úc, khi các du sinh này tới, người ta xét nghiệm lại thì lại bị dương tính. Và những cái thông báo đó được gửi về Việt Nam. Lúc đó Bộ Y tế Việt Nam mới truy vết ngược lại để tìm ra căn nguyên. Nhưng thưa quý vị, lúc đó người ta không biết rằng những cái test kit ở Việt Nam toàn đồ giả. Và thưa quý vị, điều đó cho thấy cái việc chống dịch ở Việt Nam hoàn toàn dựa trên một cái nền tảng dối trá và lừa lọc. Thưa quý vị, có một cái thông tin cần phải giới thiệu quý vị, đó là truyền thông nhà nước cách đây vài giờ đồng hồ đưa tin vụ án test kit của công ty Việt Á đã được các cử tri quan tâm. Và cái vấn đề này đã được chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nêu ra trong cái cuộc họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng ngày 21 tháng 12 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Truyền thông nhà nước đưa tin chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội ông Hoàng Thanh Tùng đã nói với báo giới dư luận trong những ngày này rất quan tâm tới chất lượng bộ xét nghiệm COVID-19 sau khi Tổng Giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt bị khởi tố và bắt giam. Và thưa quý vị, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội nhắc tới cả cái việc nơi sản xuất của công ty Việt Á trông như một cái nhà kho của hợp tác xã, rồi câu chuyện Tổ chức Y tế Thế giới không công nhận chất lượng để áp dụng trùng. Vậy mà Bộ Khoa học và Công nghệ cũng như Bộ Y tế lại cho rằng được công nhận. Đó là lý do làm cho các cử tri hết sức bức xúc. Và thưa quý vị, phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội ông Vương Đình Huệ đã yêu cầu phải có một cái báo cáo về cái giá tiết kết cho COVID-19. Đồng thời ông Vương Đình Huệ cũng nói, trước kỳ họp Quốc hội bất thường tới đây không có các cái cuộc tiếp xúc với cử tri. Do đó, các đại biểu Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội cũng như Mặt trận Tổ quốc phải nắm bắt, theo dõi các ý kiến cử tri về cái tính chất nổi cộm của cái vụ việc liên quan tới công ty Việt Á hiện nay. Mà theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói, như anh Tùng, tức là chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã nói lên, cái vụ việc nổi lên đó là giá ký test COVID-19. Đây là một cái vấn đề được người dân hết sức quan tâm và đề nghị Ủy ban Tư pháp Quốc hội có một cái báo cáo bằng văn bản trình bày trước Quốc hội rõ. Thưa quý vị, chúng tôi nói những tin tức đó để quý vị hiểu rằng các đại biểu Quốc hội nắm rất chặt vấn đề. Nhưng mà cũng có một điều chúng tôi ngạc nhiên là chúng tôi nhận được nhiều tin nhắn của những cái người cho rằng KTV và ông Việt Thành bịa đặt câu chuyện liên quan tới cái vụ tiết kết của công ty Việt Á, mà người ta không tin có những cái sự dối trá dơ bẩn ở cái cấp độ cấp nhà nước như vậy. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng thông cảm, họ là những cái người không tiếp xúc với thông tin nhiều và họ chủ yếu chỉ xem VTV và báo Nhân Dân. Đó là lý do họ không tưởng tượng được cái bộ máy của nhà nước Việt Nam nó trở thành một cái bộ máy
phản dân hại nước như quý vị đã thấy. Và đặc biệt trong những cái ngày này, có những cái thông tin cho biết ông Nguyễn Phú Trọng và các cái nhóm thân cận của ông đang tìm cách thực hiện các biện pháp gọi là rút củi đáy nồi. Theo đó, những cái nhân vật như Võ Văn Thưởng hay Trương Tấn Sang đã sử dụng những cái cây bút được cho là ủng hộ của cái phe nhóm này, mà đứng đầu là cái nhóm báo Thanh Niên do Nguyễn Công Khế, cựu tổng biên tập, đứng ra để dập lửa. Tuy nhiên thưa quý vị, trong cái lúc vũ khí test của Việt Á đang sôi sục như vậy, thì một cái biện pháp đó là người ta đã xử lý kỷ luật. Đối với một vụ trưởng của Bộ Y tế, ông này đã bị cách tất cả các chức vụ trong đảng. Và điều này người ta đã làm từ tháng 11 năm 2021. Nhiều quý vị đã biết tại kỳ họp thứ 8 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Nguyễn Phú Trọng và Ban Bí thư cũng như Bộ Chính trị đã quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong đảng. Đối với ông Nguyễn Minh Tuấn là một bí thư chi bộ, vụ trưởng vụ trang thiết bị và công trình y tế, với cái tội danh ông này đã giới thiệu cho các CDC tiếp xúc với Phan Quốc Việt để mua sắm những thiết bị vật tư y tế từ công ty Việt Á. Và đó là lý do theo giới phân tích, chẳng nhẽ bây giờ người ta nướng bộ vụ trưởng với cái tội danh giới thiệu cái test của Việt Á hay sao? Chắc chắn một cái vụ trưởng của Bộ Y tế không có quyền lực để có thể chỉ đạo cho Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh, mà trước đây trong vai trò Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, hay chỉ đạo cho Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện những cái điều giả dối như quý vị đã biết. Đó là lý do theo giới phân tích, cái vụ việc liên quan tới kit test xét nghiệm của công ty Việt Á cần phải làm cho nó dậy sóng, dứt khoát không để cái vụ việc này có thể chìm xuống. Bởi vì như quý vị đã biết, bây giờ tất cả mọi thứ đã rõ ràng. Dịch bùng phát xuất phát từ nguyên nhân là những cái kit test xét nghiệm không đủ tiêu chuẩn, không đủ chất lượng. Hay nói một cách rõ ràng, nó là hàng dỏm, hàng giả. Mà đã là hàng giả thì nó sẽ cho kết quả dương tính hay âm tính. Nó là cái xác suất 50/50. Và đó là lý do tại sao Việt Nam chống dịch trong cái giai đoạn bùng phát lần thứ tư thất bại, với cái số lượng tử vong cao nhất thế giới. Một cái điều người ta thắc mắc đó là nhóm lợi ích này, nó bất chấp sinh mệnh của người dân cũng như tiền đồ của dân tộc, tới cái mức mà Tổ chức Y tế Thế giới nói thẳng là không có một cái tiêu chuẩn ISO 13458-2016 và WTO nói rằng họ không cấp. Vậy mà Bộ Y tế của Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long thì nói không thành có. Họ nói những cái test kết của Việt Á là đảm bảo cái tiêu chuẩn chất lượng ISO như vừa kể và được Tổ chức Y tế Thế giới cấp phép. Thậm chí những cái test kết vào tháng 10 năm 2020, theo một thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới, những cái bộ test kết COVID-19 của Việt Nam do Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á sản xuất không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng của Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra. Cụ thể trong một cái thông báo công khai trên trang web của Tổ chức Y tế Thế giới có đăng tải một cái thông tin, theo đó sản phẩm LifePower của một bộ kit test xét nghiệm của Công ty Cổ phần Việt Á, Việt Á Corporation, có địa chỉ tại 372A-8 Hồ Văn Huệ, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, sản phẩm do Việt Nam sản xuất không đủ điều kiện để mua sắm của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Và thưa quý vị, những cái điều nó rõ ràng như vậy, ai ai cũng biết, đặc biệt những người quan tâm tới lĩnh vực y khoa. Nó rành rành như thế, vậy tại sao Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long lại có những cái hành động trí trá? Và một cái bằng chứng rõ nhất như quý vị đã biết, cái chỗ sản xuất của một cái sản phẩm nổi đình nổi đám thế giới, nó chỉ làm cái diện tích 10m², tạm bợ như một cái quán phở. Và thưa quý vị, tại sao Bộ Y tế và các cơ quan chức năng không đi đến tận nơi kiểm tra? Hay là họ biết thực chất công ty Việt Á của Phạm Quốc Việt chỉ là một cái công ty bình phong để họ thực hiện một cái vụ tham nhũng mà thôi? Một cái câu hỏi đặt ra là, vậy ông Nguyễn Phú Trọng có hay biết hay không? Một cái điều đáng nói đó là trên mạng xã hội nó xuất hiện một cái huân chương lao động hạng ba mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kiêm Chủ tịch nước đã ký cho công ty Việt Á vào tháng 3 năm 2021. Và người ta nói đến bây giờ,
công ty Việt Á của tội phạm Phan Quốc Việt đã bị lột mặt nạ làm công ty lừa đảo. Vậy liệu cái huân chương mà Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký tặng cho công ty Việt Á dưới cái sự tham mưu và gợi ý của Hồ Mẫu Ngoan, thì ông Nguyễn Phú Trọng đã nhận những cái khoản phong bì của Việt Á là bao nhiêu tiền? Chắc chắn phải có, bởi vì như quý vị đã biết, ở Việt Nam nó đã thành một cái nếp, các cái đại gia làm ăn gian dối nó muốn đánh giá, đánh bóng các cái tên tuổi thì nó thường bỏ tiền ra để mua các cái bằng khen, giấy khen, huân chương, huy chương, vân vân. Và người ta nói bây giờ nếu thực sự ông Nguyễn Phú Trọng nhận ra sai trái trong cái việc ký tặng huân chương cho công ty Việt Á, thì liệu ông có dũng cảm làm một cái quyết định thu hồi cái huân chương đó hay không? Thưa quý vị, nhân thể nói về những cái sai lầm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lâu nay có rất nhiều quý khán thính giả, kể cả những cái khán giả trung thành của KTV, họ thường nói ông Việt Thành và KTV có những cái ác mẩm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thưa quý vị, chúng tôi chả có gì mà phải ác cả với ai. Chúng tôi nói những cái điều đang diễn ra thực tế hàng ngày hàng giờ và cho đến ngày hôm nay. Cái vụ việc liên quan tới cái test xét nghiệm của công ty Việt Á là một cái sản phẩm dòm, nó đã gây ra biết bao tai họa cho dân tộc Việt Nam. Thì quý vị thấy rõ, Nguyễn Phú Trọng là một cái người hoàn toàn không có năng lực, không có trí tuệ. Chúng tôi dẫn một cái câu phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để quý vị thấy. Ví dụ như ông Trọng nói về cái vấn đề diệt tham nhũng, đưa ra một cái tuyệt chiêu mà dư luận cũng giới phân tích cho rằng quá độc đáo. Theo Nguyễn Phú Trọng, nói về cái vấn đề chống tham nhũng thì cho rằng quả nào ương ương thì ta để nó chín rồi hái tiếp. Tức là cái kẻ nào nó đang tham nhũng thì cứ để đấy, cho nó tham nhũng đấy rồi mới tiêu diệt, chứ không hái khi nó còn ương. Đó là lý do người ta nói ông để cho những cái quả ương ương nó tiếp tục chín, tức là nó tiếp tục tham nhũng, thì hết mẹ nó cái ngân sách, tiền của dân hết rồi, lúc đó đợi cho nó chúng nó chín thì ông mới hái, thì người dân còn cái gì nữa. Thưa quý vị, nói về cái bản lĩnh cũng như tư cách cũng như trình độ của ông Nguyễn Phú Trọng, tôi muốn giới thiệu với quý vị một cái câu chuyện liên quan tới cố thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu. Đó là một câu chuyện liên quan tới trí thức và tiền bạc. Chuyện cho rằng một người Singapore học rất là giỏi, có hết bằng nọ đến bằng kia, nhưng cuối đời thì ông này không có một cái thành tựu nào như ông ta mong muốn. Và trong một cái lần có cơ hội gặp Thủ tướng Lý Quang Diệu, người đó than thở rằng: tôi là một cái người có trí thức, tôi có rất nhiều bằng cấp, nhưng vì tôi không có tiền nên tôi không làm được cái việc gì lớn cả. Thưa quý vị, ông Lý Quang Diệu nghe xong nói lại ngay với cái chàng trí thức đầy bằng cấp kia: cả đời tôi đã gặp hàng ngàn người mà tôi chưa thấy ai có trí mà họ cũng không có tiền cả. Bởi vì người có trí thì phải có tiền. Nếu anh không làm ra tiền thì cái trí, tức là trí thức của anh, chỉ là trí nhớ, nó chỉ là kiến thức và thông tin mà anh tích lũy được thôi. Và cái bề dày thành tích ấy, anh tốt nghiệp ở những cái trường đại học xịn, anh có những cái học hàm học vị rất cao, đó là những cái anh vớ vẩn. Và ông Lý Quang Diệu đã khuyên cái ông trí thức kia rằng: một là anh chơi luôn kỳ tích, tức là anh có những cái thành tích vượt bậc; hai là anh phải có những thành tích cụ thể, tức là anh phải có tiền thì lúc đó anh mới có đứng, có cái chỗ đứng ở trong xã hội. Giải thích về điều này, cố Thủ tướng Lý Quang Diệu khi đó nói các cái kỳ thi chữ nghĩa nó chỉ để kiểm tra được trí nhớ và năng lực suy luận một cách logic của anh hay không, chứ nó không thể tìm được người tài qua các cái kỳ thi. Tài hay không, theo Lý Quang Diệu thì nó phải thông qua việc thực hiện làm thì mới biết. Anh có nói hay, anh có viết giỏi, anh có bằng cấp cao, anh học Tây, học Tàu, học Mỹ, đi đâu đi chăng nữa, anh đi khắp nơi trải nghiệm nhiều việc kể, nhưng tất cả nó đều là vô nghĩa nếu như anh không để lại bất kỳ một cái thành tựu gì. Và một cái điều quan trọng đó là anh không giúp được ai cả. Thưa quý vị, chúng tôi nhắc lại, ông Lý Quang Diệu nói mỗi người chúng ta phải nhìn vào bản thân mình và đặt hai câu hỏi: cá nhân chúng ta đã có thành tựu gì hay chưa,
chúng ta đã giúp được ai hay chưa. Và thưa quý vị, những cái điều chúng tôi kể để quý vị thấy những cái suy nghĩ của ông Lý Quang Diệu nó ngược 180 độ với cái suy nghĩ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đó là cái chế độ nhân sự lựa chọn của ông Nguyễn Phú Trọng là phải nhiều bằng, nhiều cấp. Và đó là lý do nó sinh ra những cái vấn đề bằng cấp giả hay bằng cấp thật nhưng không có học, bỏ tiền ra mua. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng muốn nói thêm về cái vấn đề gọi là thành tựu của mỗi chúng ta. Đó là những cái mà bản thân chúng ta tạo ra. Ví dụ quý vị là nhà khoa học thì thành tựu của quý vị là công trình nghiên cứu. Nếu quý vị là doanh nhân thì thành tựu của quý vị là lợi nhuận. Nếu quý vị là giáo viên thì đó là cái việc truyền thụ kiến thức của quý vị cho học trò. Và nếu quý vị là bác sĩ thì quý vị có những cái kinh nghiệm về cách điều trị, vân vân và vân vân. Còn tất cả những cái hành tích học tập mà những người Việt Nam bây giờ có một sai lầm, họ rất hay khoe khoang với cái bằng cấp quá nhiều, nhưng thực tế thử hỏi họ đã đóng góp gì cho xã hội thực sự hay chưa. Vậy một cái câu hỏi đặt ra, học giỏi để làm gì, có thành tựu gì, có giúp được cho cá nhân mình hay cho đời hay không? Thưa quý vị, đó là một cái suy nghĩ, một cái tư duy của phương Tây, nó là như vậy. Chúng tôi giới thiệu với quý vị và hy vọng quý vị sẽ suy ngẫm và truyền đạt lại cho con em của mình. Thưa quý vị, trở lại cái câu chuyện tiết kết dòng.